Do Thái không kích giải Gaza. Kính thưa quý vị, tin từ Gaza. Do Thái không kích giải Gaza trong sáng nay là một dân quân Palestine tử thương và một người khác bị thương. Một phát ngôn viên quân đội Do Thái nói rằng mục tiêu tấn công là những dân quân đang chuẩn bị bắn rocket qua lãnh thổ Do Thái. Cuộc không kích nhắm vào một chiếc xe gắn máy ở miền nam dải Gaza sẽ diễn ra chỉ vài giờ sau khi phi cơ tấn công một mục tiêu tương tự trong đêm làm hai dân quân tử thương. Hamas xác nhận một trong hai người chết là Hisham al-Sayedni, thành viên của lực lượng thánh chiến Hồi giáo. Al-Sayedni là người lãnh đạo tổ chức Tawhid và Jihad, là một chúa trời và thánh chiến ảnh hưởng chủ trương của Al-Qaeda.